Ok thì mình xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ ra nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài để ngắm máy bay nhé. Thì hôm nay là một ngày trời mưa tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ở bên này chúng ta có một chiếc Airbus A321 của Cathay Pacific, một chiếc Airbus A330-300 của China Airlines. Phía xa thì có một chiếc Airbus A321 Neo ACF của StarLux và một chiếc Boeing 737 MAX 8 của China Southern Airlines. Phía bên này chúng ta có một chiếc Airbus A31 của Việt Travel Airlines cùng với một chiếc Airbus A31 Neo khác của Golden Air. Và đây là màn chạy đà cất cánh của chiếc Boeing 7879 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay bằng số đăng bạ VNA 871. Các bạn thể thấy là hai động cơ phản lực của chiếc máy bay đã tạo ra luồng gió thổi nước trên đường băng. Thì đây chính là cảnh mà mình rất khi nhìn các máy bay cất cánh trong trời mưa Trông khá là đẹp Cần một đoạn tương đối xa thì máy bay mới có thể cất cánh được Và tạo ra một làn bụi nước khá là lớn sau khi máy bay cất cánh Chúng ta có thể thấy được một chiếc Airbus A321 của Vietjet Air cùng với một chiếc A330 khác cũng của Vietjet Air đỗ phía bên nhà góc quốc nội. Và đây là pha hạ cánh của chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines. Càng chính của máy bay đã chạm đường băng và động cơ Rolls-Royce Trent VKP cũng đã bắt chỗ thổi lực ngược tung nước trên đường băng. Và đây là pha hạ cánh của chiếc Boeing 777-300ER của EVA Air. Hiện tại thì chúng ta vẫn phải chờ đến 2025 để biết được chính xác tên tuổi nào của hàng không dân dụng thế giới sẽ đưa Boeing 777X vào khai thác. Hiện tại thì Boeing 777-300ER thì vẫn là tàu bay thân rộng hai lối đi hai động cơ lớn nhất thế giới vẫn đang khai thác. Vâng, pha hạ cánh rất nhẹ nhàng. Sau đây thì mình xin gửi đến các bạn hình ảnh của chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines tiến vào khu vực bãi đỗ của nhà ga quốc tế T2. Các bạn thể thấy là luồng phản lực thổi ra phía đằng sau cũng thổi luôn nước ở trên mặt của sân đỗ. Và mình sẽ ghi hình cho đến khi cơ trưởng chính thức ngừng hai động cơ phản lực của máy bay. so với người anh em A350-1000 thì mình thấy A350-900 được khá là nhiều hãng hàng không từ lớn đến vừa sử dụng. Hai động cơ Rolls-Royce Trent VKB vẫn đang thổi nước ở trên sân đỗ và sau khi cập được vào ống lồng thì cơ trưởng sẽ chính thức ngừng được hai động cơ các bạn thể thấy là luồng phản lực từ hai động cơ đã bắt đầu nhỏ dần và như vậy hai động cơ đã chính thức ngừng sau khi ngừng hai động cơ thì quá trình trả khách sẽ được bắt đầu và đây là mình gửi đến các bạn pha chạy đà cất cánh của chiếc Airbus A321 Neo ACF của hãng Starlux hãng không đến từ Đài Loan đây là một hãng không mới được thành lập cách đây chưa lâu và hãng bay này sử dụng các tàu bay của Airbus và đều là các tàu bay thế mới bao gồm từ Airbus A321 Neo ACF Airbus A330-300neo và Airbus A350-900 Thì mình rất hy vọng trong tương lai mình có thể quay được một chiếc A330-neo-900 của hãng này đến hạ cánh tại sân bay nội bài Và cần một đoạn khá xa thì chiếc máy bay, bay của Starlux mới thể cất cánh Và để kết thúc video mình xin gửi đến các bạn pha hạ cánh của chiếc Boeing 7879 của Qatar Airways Một tên tuổi đến từ Trung Đông luôn góp mặt tại nội bài của chúng ta hàng ngày bên cạnh. Đối thủ là Emirates với những chiếc Boeing 777 300IA. Và mình xin để hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về ngành máy bay trên kênh YouTube của mình.